cây này như ta. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Minh ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Mình là chị Minh có về một số cái mai tàn ha, hoành to, tán rộng, tàn tròn. Giá thì hữu nghị. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Minh ha. À, rất đẹp. Rồi, chào chị. Chào anh Tâm. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước ạ. Dạ hôm nay em tiếp tục về một luôn 30 cây mai vàng giáo hạt Thủ Đức nha anh chị. Dạ. Địa chỉ của em ở đây là chợ gạo Tiền Giang. Em tên Minh, số điện thoại em là 0368783640, cũng là số Zalo nha cô chú anh chị. Yeah. Rất mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ giúp em. Em rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trên mọi miền đất nước ạ. Yeah. Hình thức của em bao ship bao sống toàn quốc nha anh chị ơi. Yeah. Rồi em bắt đầu vô mã số 1 luôn. Rồi, số 1. Rồi mã số 1 chiều cao 1,5 m. Tán ngang là 90. Hoành thân 19,5. Rồi số 1 này em giao lưu 550 nha anh. Rồi, chị chỉ có 550 thôi. 550 dán trực tàn thông luôn. Bao ship tận nhà luôn anh chị. Yeah. Ơi. Rồi anh chị mình có ai mà mua số lượng em để giá yêu thương luôn nha anh chị. Số lượng là để giá rất là yêu thương luôn. Rồi tiếp tục mã số 2. Rồi cây số 2. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang 1,1 m. Hoành thân 20. Rồi, đây đây, bàn đều. Rồi, số 2 em giao lưu 800 anh chị. Rồi, 800. 800, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp tục mã số 3, một em lùng lực. Chiều cao 1,2 m. Tán ngang là 1 m. À, đây đẹp luôn. Hoành thân 20. Rồi, số 3 này em giao lưu 600. Rồi, 600. 600 bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 4. Em này tàn tròn rất đẹp luôn anh chị ơi, chiều cao là 1,6 m. Tán ngang 1,1 m. Hoành là 23. Rồi. Rồi, 23 hoành. Rồi số 4 này em giao luôn 900 luôn nha anh chị. Rồi, 900, em cái đẹp. 900 bao ship luôn. Bao ship luôn. Tiếp tục mã số 5. Chiều cao 1,3 m. Tán ngang 1 m. Hoành là 21. Rồi số 5 này em giao lưu 700 nha anh chị. 700. Rồi tiếp tục mã số 6. Dáng hơi siêu luôn. Chiều cao 1,4 m. Tán ngang 1 m. Hoành là 24. Đế đẹp nha anh chị. Mã số 6 này. Rồi mã số 6 này em giao lưu 900 luôn nha anh chị. Rồi 900. 24 hoành 900 luôn. Rồi tiếp tục mã số 7. Rồi một thân một cốt luôn. Chiều tán cao không? Là 1,6 m. Tán ngang 90. Hoành là 22. Rồi số 7 này em giao lưu 700 anh chị. Rồi 700. Rồi 700. Bao ship tận nhà luôn chị ơi. Rồi. Tiếp tục là mã số 8. Chiều cao 1,6 m. Tàn ngang 1,1 m. Hoành thân 23. Rồi số 8 này em giao lưu 1 triệu nha anh chị. Rồi 1 triệu. 1 triệu bao ship luôn anh chị ơi. Tiếp tục mã số 9. Rồi số 9. Số 9 chiều cao 1,5 m. Tán ngang là 1,1 m. Hoành thân là 21,5 m. Rồi để bàn đều luôn. Rồi số 9 này em giao lưu 800 luôn. Rồi 800. Tiếp tục mã số 10. Rồi, cây số 10. Cây này lùng lực anh chị ơi, cây này đẹp lùng lực. Chiều cao là 1,3 m.
tán ngang 1m1, hoành thân là 24 rưỡi. Rồi, để đây. Rồi, số 10 cũng giao luôn 1 triệu luôn nha anh. Rồi, chị 1 triệu. Hoành khá to luôn. Tiếp tục mã số 11. Rồi, 11. Chiều cao 1m5, tán ngang 1m1, hoành thân 25. À, để bàn luôn, 4 mặt. Rồi, mã 11 này em giao luôn 1 triệu mốt nha anh. Rồi, chị ơi. 1 triệu mốt. 1 triệu mốt luôn. 25 hoành chỉ có 1 triệu mốt anh chị, quá rẻ luôn nha. Trong quá trình xem ưng cây nào anh chị ủng hộ em nha anh chị. Rồi, một cây dáng siêu luôn mà tay cành rất là đều luôn, mã số 12. Chiều cao 1m5. Tán ngang 1m. Hoành là 24. Rồi, mã số 12 này em giao luôn 1 triệu mốt luôn nha anh chị ạ. Rồi, 1 triệu mốt. Rồi, tiếp tục mã số 12. Ủa, 13. Rồi, một em phong tàn dù luôn. Tròn do như cây dù luôn anh chị ơi. Rồi, chiều cao 1m4. Tàn ngang 1m1. Hoành là 20. Ở cái này nó u mấy cái nách nè anh chị. Dạ. Nó bung xù rồi nha anh chị ơi. À. Rồi, u nách bung xù luôn, hoành 20. 900 cây mai mã số 13 luôn nha. Rồi, anh chị. 900. 900. Tiếp tục mã số 14. Chiều cao 1m5. Tàn ngang mà 1m. Hoành thân là 21. Rồi, 14 giao lô 700 luôn chị. Rồi, 700. 700. Bao ship tận nhà luôn. Tiếp tục mã số 15. Chiều cao 1m3. Tàn ngang 1m. Rồi, cái này cũng để bàn. Dáng trực tàn thông. Hoành thân 21. Rồi, 15 em giao lưu 700 luôn. Rồi, 700. 700. Anh chị mình có ưng số lượng thì em để giá sỉ luôn nha anh chị. Tiếp tục mã số 16. Chiều cao là 1m4. Tàn ngang là 90. Hoành thân là 21 rưỡi. Rồi, 16 này em vô lưu 600 anh chị ơi. Rồi, 600. Rồi, tiếp tục mã số 17. Chiều cao là 1m5. Tán ngang 90. Hoành thân 19. Mã số 17 này em giao lưu 500 luôn nha anh. Rồi, chị. 500. 500. Tiếp tục mã số 18. Hoành to luôn. Rồi, chiều cao 1m6 nha anh chị. Tán ngang là 90. Hoành thân là 22. À, để đây. Rồi, 18 này em giao luôn 600 luôn. Rồi, 600. Rồi, tiếp tục mã số 19. Chiều cao 1m5. Tán ngang là 80. Rồi, để đẹp, bàn đều. Rồi, hoành là 22 hoành. Rồi, 600 mã số 19 luôn. Rồi, chỉ có 600 thôi. Rồi, tiếp tục mã số 20. Chiều cao 1m4. Tàn ngang 80. Hoành thân là 19. Rồi, 400 mã số 20 luôn anh chị. Rồi, ơi. 400. 400, bao ship tận nhà luôn. Tiếp tục mã số 21.
chiều cao 1m4, tán ngang là 90, hoành thân là 17,5, 400. Rồi, 400. 400 mã số 21 luôn. Tiếp tục mã số 22, chiều cao 1m5, tàn ngang là 70, hoành thân 21. Rồi 22 nệm giao lưu 500 luôn nha anh chị. 500. Rồi 22 500. Tiếp tục mã số 23, chiều cao 1m5, tán ngang là 1m, đo tổng hai cái cây này luôn, hoành là 21. Rồi, rồi 600. Rồi 600. 600 mã số 23. Tiếp tục cây số 24, chiều cao là 1m3, tàn ngang là 95, hoành thân 23. Rồi, rồi 24 nệm giao lưu 700 nha anh chị. Rồi, 700. Rồi, tiếp tục mã số 25. 25, mã số 25 luôn. Rồi, tàn tròn. Dáng trực tàn thông, quá ok ta cây này luôn anh chị, chiều cao 1m6. Tán ngang là 1m2. Đây đẹp luôn. Hoành là 22,5. Đây đây. Rồi 25 nè, em giao lưu 1,1 triệu luôn nha anh chị. Rồi, 1,1 triệu. Rồi cái này đế bàn đẹp quá anh chị ơi. Đế bàn, tàn đẹp đế bàn luôn. Tiếp tục mã số 26, chiều cao 1m5, tàn ngang 90, hoành thân 22. Rồi 26 em giao lưu 600 luôn. Rồi 600. Tiếp tục mã số 27, chiều cao 1m3, tán ngang là 90, hoành thân 20. Rồi 27 em giao lưu 500 luôn chị. Rồi 500. 500. Mã số 28, chiều cao 1m5, tán ngang là 1m, hoành thân 21. Rồi 28 em giao lưu 600 luôn. Rồi 600. Tiếp tục mã số 29, cây này hoành rất là to nè, chiều cao 1m5, tán ngang là 80, hoành 25. Rồi, 25 hoành. Rồi 700 luôn. Rồi 700. Rẻ như cây phôi luôn anh chị ơi. Rồi tiếp tục cái mã số 30 cũng là cây cuối clip nha anh chị. Cuối clip ha. Số 30 chiều cao là 1m5, tàn ngang là 95, hoành thân 22,5. Rồi 30 này em giao lưu 700 luôn. Rồi 700. Bao ship tận nhà luôn anh chị ơi. Rồi chị có nhắn gửi giùm chị. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị mình ủng hộ em những clip vừa qua nha cô chú anh chị. Em cũng rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em những clip kế tiếp ạ. Dạ em cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho chị Minh. Và bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ là chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi bắt con sâu.